Ra nhá. Được. Anh ngậm chặt vào đi, anh thổi đẩy cái vít lông ra. Cố gắng ngậm kín miệng vào. Sáng này à? anh thổi anh đến 15 giây nhá. Anh cứ thả lỏng người ra xong em đỡ. Nâng cả hai chân vậy. Nâng một phát để anh để đầu xuống đây. Mạnh không? Không, từ từ đã để anh thổi đi, Nâng nhanh ra phải. Anh bỏ tay ra, anh cứ thả lỏng ra. Anh chỉ tập trung thổi thôi. Cảm ơn mạnh. Anh nằm người đi, anh thả người. Giữ. Đỉnh cao hơn rồi. Phải nhá. Để bảo anh gì đỡ hơn nữa. Cứ làm bên này mà được. Nằm một tí sẽ dễ chịu đâu. Anh nằm một lần. Nằm cao đủ hết. Lại lên rồi. Mình là điện tìm nhá, còn điện tìm mạnh. Anh gì đỡ hơn nào? Nằm một tí nữa. Quay được không? Nhưng mà nhiều người có hơi vướng ạ.